Ồ, cái này là con rắn roi thường anh ơi. Ok. Rắn này là con rắn lành. Nó gần như là nó không có độc và nó không có hại gì với con người mình cả. Và nó ít cắn lắm. Nhưng mà không có nghĩa là nó không cắn nha. Nó ít cắn lắm, nó rất là an toàn đối với con người. Đó. Nè anh thấy cái đầu nó đẹp quá ha. Nó đẹp. Nó rất là đẹp. Cái nước suối này rất là sạch. Cho nên mọi người cứ thoải mái đi. Ồ, mắt lạnh luôn. Mắt lạnh luôn ha. Đúng là băng rừng lội xuống. Vô núi, vô rừng là phải vô nước luôn. Lội cho nó mát. Lội cho nó mát quá. Lâu lâu đi ra trải nghiệm cho biết. Đúng rồi. Ê, rắn ơi, rắn ơi. Ồ, rắn kìa, nó ngóc đầu lên kìa. Rắn. Để kêu dưới chiến coi chứ. Thác ơi, Thác. Thác ơi. Ơi, có con gì hả? Có con rắn Thác. Rồi rồi, em lại liền, em lại okay, liền. Ok. Ồ, cái này là con rắn roi thường anh ơi. Ok. Rắn này là con rắn lành. Nó gần như là nó không có độc và nó không có hại gì với con người mình cả. Và nó ít cắn lắm. Nhưng mà không có nghĩa là nó không cắn nha. Nó ít cắn lắm, nó rất là an toàn đối với con người. Đó. Nè anh thấy cái đầu nó đẹp quá ha. Nó đẹp. Nó rất là đẹp. Mà con này là lớn chưa phải? Con này là vẫn còn nhỏ anh, tại vì cái con rắn roi thường này nè, có những con mà nó mát sai nó lên tới gần 2 mét. Wow. Ngay ông mắt nó có vệt rồi. Rồi bây giờ em để như vậy cho mọi người chụp xong rồi mình thả nó nha. Rồi nếu mà nó lành anh tiếp xúc gần nó nha. Rồi anh cứ lại gần nó anh chụp. Nó le lưỡi ghê quá. Rắn nó le lưỡi là để nó cảm nhận môi trường. À. Nó thấy mình cho nó le lưỡi ra để nó cảm nhận coi xung quanh có nguy hiểm hay không. Con ăn của nó là gì bác? Nó ăn thằn lằn, ếch, nhái rồi đó anh. À. Mấy cái con này em đã từng gặp một cái con khoảng mát sai nó ăn được con chim sẻ. Trời. Wow. Rồi mấy cái con chim mà dạng như chim hút mật hay là chim sâu đầu đỏ rồi đó. Ừ, thì hết. Con này nó vẫn có thể nó săn bắt mấy con chim đó. Trời. Nó nuốt nổi con ếch không bác? Nó nuốt con ếch anh. Nó đặc biệt một cái đó. Thật ra con này mình nói là rắn lành nha. Nhưng mà nó vẫn là loài rắn có độc. Nhưng mà nọc độc của nó là nọc độc ở nanh sâu. Thì cái độc này nó sẽ có tác dụng với lại con ếch, với lại bò sát, với lại lưỡng cư đồ các loại, ví dụ như ếch nhái đồ hay là chim chóc. Thì khi mà bị nó cắn cái động tác nhai á, nó bơm nọc vào cái con mồi thì nó vẫn gây ra cho cái con mồi có hiệu ứng trúng độc. Tê liệt của con mồi. Đó, và nó nuốt con mồi. Và cái độc của nó cũng là một phần để nó giúp nó tiêu hóa đúng không? Đúng rồi, độc nó thì cũng dạng độc nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ giết chết được bò sát, lưỡng cư, rồi chim chóc đồ các loại để nó tiêu hóa con mồi luôn. Rồi cái này con môi trường của nó nè. Mình cứ để nó lên cây rồi. Rồi nó sẽ tự động nó đi về thiên nhiên. Bye bye. Bye bye. Bây giờ muộn rồi, thôi mình đi về đi. Rồi chuyến tới mình sẽ khám phá tiếp. Ok.